Những ai đang hàng ngày sử dụng hạt nêm để nấu ăn nhất định phải xem bài này. Nhiều bà nội trợ đang coi hạt nêm như là gia vị không thể thiếu cho các món ăn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những điều sau đây khi sử dụng. Không gây hại cho sức khỏe. Theo giáo sư Phạm Văn Khôi, Viện Hóa học Việt Nam, hạt nêm chứa nhiều nguyên liệu, trong đó thành phần không thể thiếu là mì chính, chất điều vị 621 và hai chất điều vị khác là 627, 631. Theo các tài liệu khoa học, chất điều vị 627 và 631 có độ ngọt gấp 10 đến 15 lần mì chính thông thường. Một thời gian, người tiêu dùng e ngại chất này có thể gây quái thai và rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, mì chính có thể gây nên hội chứng nhà hàng Trung Quốc với biểu hiện bùn rùn tay chân, chóng mặt, buồn nôn. Tuy nhiên, hiện nay cả ba chất này đều nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Theo giải thích của giáo sư, mì chính hay bột nêm đều giúp tạo vị ngọt, dễ chịu và ít độc hại nếu sử dụng ở mức độ vừa phải. Đồng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, tác hại của mì chính và hạt nêm chỉ là giả thiết khi các nhà khoa học bắt tay vào nghiên cứu. Hiện nay, những chất này vẫn được cấp phép sử dụng của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế. Điều đó chứng tỏ chúng hoàn toàn an toàn cho người sử dụng. Không chứa nhiều dinh dưỡng. Cũng có thể trong hạt nêm có một số thành phần từ nước ninh xương, bột tôm, gà hay thậm chí là nấm dương để có hương vị khác nhau, nhưng không đáng kể, chỉ dưới 5%. Hạt nêm được sử dụng để tạo vị ngon cho món ăn, không thể thay thế các sản phẩm dinh dưỡng. Cùng với đó, giáo sư Khôi nhấn mạnh, hạt nêm cũng như mì chính chỉ tạo độ ngon ngọt nhân tạo cho món ăn, không phải 100% từ thịt hay xương như quảng cáo. Chúng không chứa nhiều dinh dưỡng như vậy. Bột thịt có trong hạt nêm thường được nhà sản xuất nghiền ra từ thịt sấy khô, không phải chiết xuất nước hầm xương ống và thịt thăn. Nếu dùng thịt cá nguyên chất, khi cô đặc lại rất dễ bị ôi thiêu, tuyệt đối không thể để lâu, nhất là trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời. Không tốt hơn mì chính. Rất nhiều người kỳ thị mì chính và dùng hạt nêm vì nghĩ gia vị này tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, theo giáo sư Khôi, trong hạt nêm, ngoài một số thành phần như đường, muối, còn có mì chính và chất siêu ngọt, hay là chất điều vị 627, 631 đã nêu ở trên. Chất này về cơ bản cùng vị, thuộc nhóm bột ngọt, giúp làm tăng độ hiệu quả khi sử dụng. Do đó, những người bị dị ứng phải kiêng mì chính cũng cần thận trọng khi sử dụng hạt nêm, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai 3 tháng đầu, trẻ sơ sinh cần lưu ý những điều này. Không nên ăn nhiều. Do tính tiện dụng, nhiều gia đình đã sử dụng hạt nêm thường xuyên, không bổ sung dinh dưỡng từ các thực phẩm tươi sống hàng ngày cho các bữa ăn, dẫn tới thiếu chất, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Mặc dù hạt nêm được kiểm nghiệm không gây hại, nhưng chúng ta nên dùng có giới hạn nhất định. Lạm dụng loại gia vị này có thể gây tác dụng phụ khó lường. Theo đó, muốn đảm bảo dinh dưỡng cho thành viên trong gia đình, các bà nội trợ nên chú ý bổ sung các thực phẩm đa dạng, đầy đủ, cân đối. Tốt nhất nên hạn chế sử dụng bột ngọt, hạt nêm và thay bằng các thực phẩm có độ ngọt tự nhiên. Tuyệt đối không dùng hạt nêm cho trẻ ăn dặm. Không thể thay thế muối iốt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo một người không nên ăn quá 6 gram muối mỗi ngày, bao gồm cả bột canh, hạt nêm trong thức ăn, rau củ quả, dưa cà. Bởi vậy, bạn cần lưu ý khi dùng hạt nêm nên bớt lượng muối, bột canh để bữa ăn của gia đình cân bằng hơn. Trong thành phần hạt nêm không phải muối iốt, dùng nhiều loại gia vị này sẽ kéo theo lượng iốt cần thiết cho cơ thể bị thiếu hụt. Vì vậy, nếu muốn sử dụng hạt nêm, bạn nên kết hợp liều lượng phù hợp với muối iốt để đảm bảo sức khỏe. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.